Chúa Giêsu chính là bánh ban sự sống được trao ban cho chúng ta qua lễ hy sinh của Ngài. Chúng ta được lãnh nhận bánh sự sống đó khi đến với bàn tiệc thánh thể. Nhờ đó, chúng ta được hiệp thông vào sự sống của Chúa Giêsu, trở nên đồng điệu với Ngài trong các tâm tình cũng như cách hành xử. Nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc hiệp thông với Chúa Giêsu, bánh ban sự sống, trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 19 tháng 8, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu siêng năng tham dự thánh lễ và rước mình Thánh Chúa. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: Đoạn tin mừng Chủ nhật hôm nay dẫn chúng ta vào phần thứ hai của bài diễn từ của Chúa Giêsu tại hội đường ở Capernaum, sau khi đã cho đám đông dân chúng được ăn no từ 5 chiếc bánh và 2 con cá, sau khi đã làm phép lạ hóa bánh ra nhiều. Chúa Giêsu giới thiệu mình như bánh hằng sống từ trời xuống, là bánh ban sự sống đời đời, và Ngài nói thêm: Bánh ta sẽ ban là chính thịt ta để cho thế gian được sống. Đoạn tin mừng này có tính chất quyết định và thật sự, nó đã khiến cho các thính giả phải phản ứng. Họ bắt đầu tranh luận với nhau: Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? Khi dấu chỉ bánh được chia sẻ cho thấy ý nghĩa thật sự của nó, đó là sự trao ban chính mình làm của lễ hy sinh, thì lại xuất hiện sự không hiểu, lại nổi lên cả sự chối từ chính đấng mà không lâu trước đó họ muốn tôn phong. Chúng ta nhớ rằng Chúa Giêsu phải tránh đi, phải ẩn đi bởi vì họ muốn tôn phong Ngài lên làm vua. Giây phút vinh thắng rồi sau đó chối bỏ bởi vì họ không thích những lời này của Chúa Giêsu. Dựa trên lời khẳng định của Chúa Giêsu, nếu các ngươi không ăn thịt và uống máu con người, các ngươi sẽ không có sự sống nơi mình. Đức Thánh Cha giải thích rằng bánh sự sống là chính Chúa Giêsu được ban tặng qua cái chết hy sinh của Ngài. Đức Thánh Cha nói: Thịt và máu trong ngôn ngữ Thánh Kinh diễn tả con người cụ thể. Dân chúng và chính các môn đệ nhận ra rằng Chúa Giêsu mời gọi họ hiệp thông với Ngài, mời gọi họ ăn Ngài, con người của Ngài, để chia sẻ với Ngài món quà sự sống cho thế gian, hơn là chiến thắng và ảo ảnh của thành công. Chính qua lễ hy sinh, Chúa Giêsu ban tặng chính Ngài cho chúng ta. Tiếp đến, Đức Thánh Cha giải thích rằng bánh sự sống này, bí tích mình và máu Chúa Kitô được ban tặng nhân không cho chúng ta trong bàn tiệc thánh thể. Ở nơi bàn thờ, chúng ta tìm thấy điều giúp chúng ta không còn đói khát về thiêng liêng, hôm nay và mãi mãi. Mỗi khi chúng ta tham dự thánh lễ, trong một nghĩa nào đó, chúng ta tham dự trước nước trời trên trần thế. Bởi vì từ lương thực thánh thể, mình và máu Chúa Giêsu, chúng ta học điều gì là sự sống vĩnh cửu. Đó là sống nhờ Chúa, như Chúa nói, kẻ ăn ta sẽ sống nhờ ta. Thánh thể tạo hình chúng ta bởi vì chúng ta không chỉ sống cho chính mình, nhưng sống cho Chúa và cho tha nhân. Hạnh phúc trong cuộc sống và cuộc sống vĩnh cửu hệ tại ở việc chúng ta có khả năng làm cho tình yêu tin mừng được sinh sôi khi chúng ta lãnh nhận thánh thể hay không. Cuối cùng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc hiệp thông với Chúa Giêsu qua thánh thể và nhắc các tín hữu tham dự thánh lễ và rước mình Thánh Chúa. Đức Thánh Cha nói: Hôm nay, như ngày xưa đó, Chúa Giêsu lặp lại với chúng ta: Nếu các con không ăn thịt và uống máu con người, các con không có sự sống nơi các con. Đó không phải là lương thực vật chất, nhưng là bánh sự sống và hằng sống, trao ban chính sự sống của Thiên Chúa. Khi chúng ta rước lễ, chúng ta nhận chính sự sống của Thiên Chúa, và để có sự sống này, chúng ta cần nuôi dưỡng mình bằng tin mừng và tình yêu tha nhân. Trước lời mời gọi của Chúa Giêsu nuôi dưỡng mình bằng chính mình và máu Ngài, chúng ta có thể cảm thấy cần tranh luận và chống lại, như những thính giả trong bài tin mừng hôm nay đã làm. Điều này xảy ra khi chúng ta không thể sống theo cách thế của Chúa Giêsu, khi chúng ta khó phản ứng theo tiêu chuẩn của Ngài, chứ không theo tiêu chuẩn của thế gian.
Khi nuôi dưỡng mình bằng lương thực này, chúng ta có thể hoàn toàn trở nên đồng điệu với Chúa Kitô, với các tâm tình cũng như cách hành xử của Ngài. Do đó, hiệp thông với Chúa thật là quan trọng. Thật là quan trọng khi tham dự thánh lễ và rước lễ, bởi vì đó là lãnh nhận mình Chúa Kitô, là lãnh nhận Chúa Kitô đấng biến đổi chúng ta từ bên trong và nhận Chúa Kitô hằng sống, đấng chuẩn bị chúng ta lãnh nhận nước trời. Trước khi kết thúc, Đức Thánh Cha cầu xin Đức Trinh Nữ Maria nâng đỡ ý muốn hiệp thông với Chúa Giêsu Kitô của các tín hữu khi nuôi dưỡng mình với thánh thể của Ngài, để đến lượt mình, các tín hữu cũng trở thành bánh được bẻ ra cho anh chị em. Kính mời quý vị cùng hiệp ý với Đức Thánh Cha trong kinh truyền tin. Angelus Domini nunc siavit Mariae. Et concepit Spiritus Sanctus. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis Santa Dei Genitris. Ut digni officiamus donationibus Christi. Gratiam tuam quaesum Domine mentibus nostris infunde. Ut angelo annunciante Christi fili tui incarnationem coniovim per passionem eius et crucem a resurrectionis gloriam perducamo. Per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Es hoc nunque nosque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fece caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã nhắc đến tình hình mưa lũ ở bang Kerala, Ấn Độ, gây thiệt hại nặng nề. Đức Thánh Cha nói, trong những ngày qua, cư dân ở Kerala, Ấn Độ chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lớn, gây ra lũ lụt và lở đất, làm cho nhiều người thiệt mạng, nhiều người mất tích và phải di dời, và gây thiệt hại lớn cho cây trồng và nhà cửa. Chúng ta hãy bày tỏ tình liên đới với các anh chị em tại đây, cũng như sự hỗ trợ cụ thể của cộng đồng quốc tế. Tôi ở bên giáo hội tại Kerala là tổ chức đi đầu trong việc cứu trợ cho dân chúng. Cả chúng ta hãy ở bên giáo hội Kerala và cùng nhau cầu nguyện cho những người đã thiệt mạng và cho tất cả mọi người chịu ảnh hưởng bởi tai ương lớn lao này. Chúng ta cùng nhau cầu nguyện trong thinh lặng. Đức Thánh Cha và các tín hữu đã đọc một kinh kính mừng cầu nguyện cho các nạn nhân ở Kerala. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Cuối cùng, Đức Thánh Cha cũng chào tất cả các tín hữu hiện diện, người dân Italia cũng như tín hữu đến từ nhiều quốc gia khác.
Đặc biệt, Đức Thánh Cha chào các bạn trẻ Ukraine và khuyến khích họ trở thành những tác nhân hòa bình và hòa giải. Đức Thánh Cha cũng chào các chúng sinh mới và ban giám đốc của Chủng viện Bắc Mỹ ở Roma, các thanh thiếu niên và các bạn trẻ của giáo phận Verona. Trước khi từ biệt, Đức Thánh Cha cầu chúc tất cả một Chúa Nhật tốt lành và xin mọi người đừng quên cầu nguyện cho Ngài.